Thưa quý vị, ở thành phố Long Xuyên, dẫu diện tích nông nghiệp không còn nhiều như các địa phương khác, nhưng mùa nước nổi đối với nhiều bà con nơi đây vẫn là mùa ăn nên làm ra với các sản vật đặc trưng như cá linh, cá rô, cá lóc cùng các loại rau muống đồng, bông súng, bông điên điển được người dân đánh bắt thu hoạch mang về bán tại chợ, tăng cả về số lượng lẫn chủng loại. Năm nay đến thời điểm này, nước về ở mức thấp, nguồn sản vật tự nhiên cũng giảm đáng kể, khiến việc đánh bắt trong mùa nước nổi của những người mưu sinh theo con nước cũng vất vả hơn. Hàng năm, mỗi khi nước tràn đồng, cũng là lúc nhiều người dân chuồng chen trên địa bàn thành phố Long Xuyên lại tất bật chuẩn bị nhiều ngư cụ để ra đồng đặt vớn, lợp, giăng lưới, đánh bắt thủy sản, bắt đầu cuộc mưu sinh sống chung với những con nước lớn ròng. Vất vả là vậy, nhưng hiện nay các sản vật tự nhiên cũng ít dần đi, điều này đồng nghĩa với việc mưu sinh của người dân cũng ngày càng khó khăn hơn. Ông Nguyễn Văn Tùng, ngụ ấp Bình Quả 2, xã Mỹ Khánh cho biết, trước đây khi mùa nước về, cá rất nhiều và đa dạng nhiều loại cá đồng. Khi nước chuẩn bị dâng lên, ông chỉ trang bị vài cái vớn, mỗi ngày chạy cả chục ký cá các loại bán cho thương lái hoặc ra chợ cũng kiếm được 300 đến 400 ngàn đồng một ngày. Còn năm nay, cũng với số lượng đó, chỉ đánh bắt được nhiều lắm là 5 ký cá một ngày. Thu nhập khoảng 150.000 đồng, chỉ đủ chi tiêu trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Ngày thì bán, năm nay bán cá cũng, nói nào ngay bán cá cũng cá, ít cá mà năm nay bán cũng rẻ, thu nhập nó cũng ít. Hỏi hơn năm, mấy năm rồi, lắm. Nó không bằng. Thì cũng mình đang thu nhập thì sống mùa nước này thì nói nào ngay thì nhờ mùa nước này thì nhờ vớn này thì sống cũng đỡ, cũng sống được. Chứ không nhờ tháng nước này. Thu nhập ngày cũng mình tính ra cũng như bổ đồng chắc 150.000. Gắn bó với nghề đẩy côn hơn 20 năm để săn bắt những sản vật mùa nước tràn đồng, ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn chia sẻ. Mùa nước năm nay lên trễ hơn mọi năm, cả tháng, nên thời gian đánh bắt theo con nước cũng ngắn lại, thu nhập cũng thấp hơn. Mỗi ngày, sau khi chuẩn bị cơm nước theo sẵn cho cuộc hành trình mưu sinh, ông từ xã Vĩnh Trạch chống xuồng đến các cánh đồng tại xã Mỹ Khánh để đánh bắt cá. So với những năm trước, chỉ cần vài tiếng, ông thu hoạch mười mấy ký cá, thu nhập từ 500 đến 600 ngàn đồng một ngày. Nhưng giờ đây, vất vả cả nửa ngày cũng chỉ thu hoạch gần 2 ký cá. Nước lên thì thấy yếu kích cá quá, bị cá nó còn nhỏ, mới đồng mới lên đâu có cá nhiều đâu. Mấy năm trước thì nước xả có cá nó nhiều. Mấy năm trước thì cá thôi, nói nãy giờ sáng giờ 5-6 ký là xiền. Giờ cá rô khuy này kia còn một mấy chục ký nữa. Giờ nó kéo không có mấy cá mắm chứ. Với người dân miền sông nước thì mùa nước tràn đồng cũng là lúc họ bắt đầu bước vào một cuộc hành trình mưu sinh theo con nước. Dẫu cái nghề hạ bạc từ bao đời nay cũng lúc lên lúc xuống như con nước lúc lớn lúc ròng, thì người dân nơi đây vẫn gắn bó với nghề. Bởi người dân quê, đặc biệt là những hộ nghèo, ít vốn, thì mùa nước nổi là mùa ăn nên làm ra, mang đến cho họ thêm nguồn thu nhập. Vì vậy mà mùa nước nổi vẫn là mùa được mong đợi trong năm, với mong muốn một mùa bội thu sản vật khi nước lũ tràn đồng.